Dương bên Tông hay là bên Tây, em chạy về đâu, có là như nhau. Vậy là lễ hội Việt Nam tại Tokyo đã khép lại, để lại nhiều kỷ niệm vui vẻ và thương nhớ. Lần này tụi mình tham dự lễ hội với vai trò là gương mặt đại diện cho Tconet. Mio thì làm MC PR cho công ty, còn mình thì đứng tại gian hàng để giới thiệu và quảng bá thương hiệu Tconet. Tuy có hơi mệt nhưng nhờ có cô vợ vừa đẹp vừa dễ thương vừa quan tâm mình như thế này thì làm sao mà biết mệt nữa. Vào giờ giải lao thì tụi mình tranh thủ đi xem những gian hàng khác có gì đặc biệt không. Và tụi mình rất là vui khi có những bạn nhận ra tụi mình và cùng chụp hình kỷ niệm với tụi mình. Cảm ơn các bạn nhé. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người tại lễ hội Việt Nam ở Osaka cuối tuần này nha.